Cuộc sống nông thôn xin kính chào quý vị và các bạn. Cũng đã lâu lắm rồi mình không có làm một cái video nào cả. Hôm nay mình mới review cho các bạn xem một video quay về cái trồng cây bonsai này nha các bạn. Đây là một nhánh cây xanh mà đã ra rễ này. Hôm nay mình sẽ ghép nó vào chậu, đưa ngồi lên cái tảng đá này luôn. Bạn thấy không? Cho ngồi như này được không các bạn? Nếu bạn nào mà thấy cách khác hợp lý hơn thì các bạn comment ở dưới giúp mình nha, để tạo dáng cho em nó được thật đẹp. Bây giờ mình chuẩn bị là mình trồng. Và tí nữa là mình sẽ uốn cây me này luôn. Bây giờ mình phải đang nuôi em nó từ từ nhỏ đây các bạn. Bây giờ tí nữa mình sẽ uốn em nó luôn. Mình mới mới tạo dáng như thế này thôi. Và bây giờ là mình sẽ trồng. Trồng nữa. Bây giờ là mình bắt đầu trồng nha các bạn. Đất ở nông thôn, đất vườn, đất làm màu nên rất là tươi, là xốp, rất tươi xốp, tơi xốp. Đất này mà trồng thì cây cối nó rất là nhanh bén, không bó như thế là đất ở các cái miền đồng khác. Bây giờ mình đặt cái tảng đá này vào cho nó, để cho cái cây xanh nó ngồi lên. Đó. Cho nó ngồi như thế này, sau lớn lên chút xíu nữa là mình sẽ đưa ra chậu chậu khác và cho ngồi lên ghế đá khác. Trước mắt là mình phải làm như chắc cái hòn đá này, chắc cái chậu mà lấy mùi chậu trồng mấy cây hoa hồng đó bố, lấy cây gì ra, mấy cây hoa hồng chết toi rồi. Hoa hồng đi theo hoa hồng Bulgari rồi. Như mình tạo dáng trồng cây này khoảng độ 1-2 năm nữa là mình được một một cây đẹp nha các bạn. Bây giờ đây là đang là cây phôi này. Đó, mình trồng như thế này. Đầu vun đất lên. Mình nuôi lấy khoảng một thời gian nữa là cây sẽ bén rồi. Đẹp. Tạo dáng dần dần các bạn này. Có vẻ như là cứu đất, ở đây thêm ít đất. Cái chỗ ngủ này. Như này được không các bạn? Bây giờ là đang thiếu đất, mình phải đi lấy thêm đất. Đó. Bạn chờ mình chút xíu nha, mình đi xúc thêm đất.
mình vừa xúc thêm mấy bãi đất và có trộn thêm một ít sơ dừa các bạn. Sắp sắp. Trời miền Bắc nắng nam lên rồi, đất nó cũng nóng luôn. Cái này phải đến tối mới tưới được chứ. Như vậy là ok rồi các bạn này, mình đã cho nó ngồi vào trong chậu xong rồi. Các bạn thấy thế nào? Ai mà có thể nhìn ra được cái cho nó ngồi kiểu dáng đẹp hơn thì comment xuống dưới ta giao lưu nha các bạn. Ok, mình cũng rất là đẹp đấy các bạn. Rồi, tiếp tục đây là mình sẽ uốn cây me luôn. Cái me này bắt đầu là mình chơi từ nhỏ này. Giờ mình sẽ uốn cây me nha các bạn. Giờ mình tiếp tục uốn cây me nha các bạn. Vì là cây me này rất đang còn nhỏ nên là mình dùng bằng cái sợi đồng của máy bơm nước. Đây các bạn. Mình chắp làm ba. Mình sẽ uốn nữa. Me đang nhỏ rất là yếu ớt nha các bạn. Nếu bạn nào mà có làm giống mình thì phải cẩn thận nha các bạn. Rất là yếu. Không cẩn thận là nó gãy. Cái này gãy mất ra. Này thì mình phải tạo dáng cho nó từ lúc nhỏ đi đấy. Để đến sau này nó lớn lên đó. Mình khó tạo dáng. Thế là nó gãy mất một lá rồi nha các bạn. Tạm thời là mình bẻ cong nó xuống như thế này nha các bạn. Để cho nó ngóc đầu lên như thế này nữa, rồi mình bắt đầu lại uốn tiếp nè. Cho nó cong lại như thế này xong rồi đến sau này từng nhánh một nó ra như thế này là mình bắt đầu mình uốn nhánh ra nha các bạn. Đây là một chú heo. Đấy. Sau mình đưa vào chậu lục giác là đẹp nhất, sau lớn lên đó. Bây giờ cứ để như vậy thôi. Mình sẽ tưới và chăm nó dần dần. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh và giao lưu bằng cách là comment dưới nha các bạn. Mình sẽ trả lời và trả bài cho các bạn đầy đủ nha.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.